Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì mọi người vừa xem xong một số những cái tút mà mình có tham gia vào các cái hội nhóm trong Facebook, và mình có xem được những cái tút đấy. Và thực sự thì đáng ra thì mình sẽ không làm cái clip này đăng lên để nói chuyện với tất cả mọi người đâu. Nhưng mà thực sự để mà nói là mình cảm thấy rất buồn. Mình cảm thấy rất buồn luôn. Nên là mình muốn là mình sẽ làm một cái gì đấy, và mình muốn lên tiếng để chia sẻ và nói lên hết cái nỗi niềm của mình, cũng như là mình muốn làm một cái clip để đăng lên để chia sẻ cái quan điểm của mình về những con người Thanh Hóa, về những anh em Thanh Hóa, để cho tất cả các bạn cũng biết. Vì các bạn phải hiểu rằng như thế này, mình không muốn rằng là cái thế hệ của chúng ta và các thế hệ sau này nữa, như thế hệ 2K, 3K, rồi các thế hệ sau này nữa, cứ lúc nào cũng có một cái kỳ thị, hay là có một cái miệt thị cho người Thanh Hóa. Và đây là cái clip mà mình nói bằng tất cả cái tấm lòng và tất cả những cái suy nghĩ của mình trong clip này, nó là hoàn toàn bằng sự thật. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người như này. Như mọi người cũng đã biết ấy, thì chúng ta hay có một câu là dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu. Thì nói thật với các bạn là mình không biết là cái câu đấy nó bắt nguồn từ đâu. Mình không biết được là cái câu đấy bắt nguồn từ đâu, nhưng mà mình chỉ biết rằng là từ trước đến nay ấy, mình làm việc với người Thanh Hóa rất nhiều, mình chơi với người Thanh Hóa cũng rất nhiều đấy, và mình làm ăn với người Thanh Hóa cũng có, tuy nhiên là nó không nhiều nhưng cũng có. Thì nói thật với mọi người đây này, ở đâu thì nó cũng có người này người kia mọi người ạ. Mọi người không nên là nhìn vào một cái tiểu số, mọi người không nên nhìn vào một người, hai người trong cả một cái lãnh, trong cả một cái gì, nó gọi là cái gì, trong cả một cái huyện hay là cả một cái tỉnh Thanh Hóa. Mọi người không chỉ lên lấy một hai cá nhân, mọi người đánh đồng quan điểm cả một cái tỉnh Thanh Hóa. Hay người ta có cái câu là con sâu làm rầu nồi canh mọi người ạ. Mọi người, mình nói thật mọi người này này, ở đâu cũng thế thôi, cũng có người tốt, có kẻ xấu, có người lươn lẹo, có người tốt, có người thật thà và có người tử tế. Không phải là chỗ nào cũng có người tốt, không phải chỗ nào cũng có người đều đâu. Thanh Hóa cũng vậy mọi người ạ. Thanh Hóa thì người ta cũng có người tốt, cũng có người chưa tốt, cũng có người lươn lẹo và cũng có người thế lọ thế chai. Cũng chỉ vì là quê hương của họ kém may mắn hơn chúng ta, là nó nhiều đồi núi, nó nhiều nơi là thực sự là nó không phát triển được về kinh tế, về nông nghiệp, về công nghiệp, người ta không có điều kiện phát triển như chúng ta, thì người ta mới phải tha hương cầu thực, người ta phải đi làm chỗ này chỗ kia để kiếm đồng tiền về. Và thực sự với mọi người là cũng có một số người Thanh Hóa dân trí không cao, nên là người ta cũng có một cái tính gọi là tắt mắt, và cái tính của người ta nó không trung thực, cho nên là khi mà người ta đi ra ngoài xã hội ấy, người ta có những cái hành động, có những cái lời ăn tiếng nói, nó gây ảnh hưởng đến toàn thể tập thể con người Thanh Hóa, cho nên là mọi người mới lại ghét bỏ người Thanh Hóa và kỳ thị người Thanh Hóa như thế. Nhưng nói thật với mọi người là như bản thân mình đây, mình là một dẫn chứng sống luôn này. Ngày trước mình đi làm với người Thanh Hóa ấy, mình chơi với anh em người Thanh Hóa rất nhiều. Tất nhiên là trong cái số mình chơi với anh em Thanh Hóa đấy, cũng có người đểu, cũng có người tốt, cũng có người rất là tốt. Cho nên là ấy, mình không bao giờ mình lấy cái một số người đểu không tốt mà mình đánh giá cả một cái tỉnh Thanh Hóa là đều là không tốt. Và mình cũng rất hay thường xuyên xuống Sầm Sơn chơi, mình cũng rất hay xuống Sầm Sơn Thanh Hóa để tắm. Và mình thấy rằng là những người mà mình tiếp xúc ở Thanh Hóa ấy, thì mình nói thật là mình chỉ mới tiếp xúc thôi, nhưng mình thấy con người của họ cũng rất là tốt bụng đấy, chứ không phải là đểu đâu mọi người ạ. Nên là thực sự để mà nói là mọi người cứ đặt cái cương vị mình là con dân Thanh Hóa đi. Mọi người đi đâu, mọi người đi học này, mọi người đi làm này, hay là mọi người đi công tác ở đâu đấy thế thôi, mà bị người ta kỳ thị về mình là dân Thanh Hóa, buồn lắm chứ mọi người, buồn lắm. Vì gì, mọi người phải hiểu như thế này này, khi mà mọi người đi làm, mọi người đi đâu đấy, người ta bảo là đưa cái hồ sơ ra, bảo là em quê ở đâu, người ta nhìn thấy cái hồ sơ là quê Thanh Hóa, người ta không nhận, thực sự buồn lắm mọi người ạ. Cái đấy là cái tự tôn dân tộc, cái đấy là cái gọi là cái lòng kiêu hãnh của một dân tộc. Và nó khác gì gọi là của một cái quê hương ấy mọi người. Nó là cái niềm tự tôn, thay vì là tự tôn dân tộc thì nó là tự tôn của quê hương đi, mình nói thế cho nó dễ hiểu, đúng không? Mọi người thử nghĩ mà xem. Đấy, ví dụ như bây giờ mọi người, như bây giờ là mình là dân miền Bắc đi. Mình là con dân miền Bắc nhá.
mà mình vào miền Nam mình làm thôi. Mà con người miền Nam người ta nói mình là Bắc Kỳ năm tư, thật sự là mình cũng buồn lắm mọi người ạ. Mình cũng buồn lắm vì là mình bản thân mình không có làm cái gì cả, mình không có làm cái gì sai, mình không có làm gì để cho anh em người miền Nam mà người ta phải nói mình câu đấy. Mình không có xúc phạm ai, mình không động chạm đến ai, mình không đá bỏ bát cơm của ai mà người ta lại nói Bắc Kỳ năm tư đấy. Và mình cũng không hiểu là nguyên nhân sâu xa là Bắc Kỳ năm tư nó là cái nguồn gốc lịch sử để ra đời câu đấy nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình vào trong miền Nam mình làm ăn thì người ta nói là Bắc Kỳ năm tư, mình rất là buồn. Thật sự mình rất là buồn, cho nên là mình lại càng thấm thía và mình càng hiểu được cái việc là các anh em Thanh Hóa khi mà đi làm hoặc là khi đi ở trọ mà bị chủ trọ là không nhận người Thanh Hóa, hoặc là đi làm việc mà là người ta nói là không nhận người quê Thanh Hóa đấy, hoặc là cầm hồ sơ đi xin nhà hàng tạp vụ bưng bê không nhận người Thanh Hóa, buồn lắm mọi người ạ. Thật sự rất là buồn. Nhưng mà mình phải nói với mọi người như thế này này, người Thanh Hóa có rất là nhiều người giỏi đấy mọi người ạ. Nó là cái miền đất học đấy, có rất là nhiều người giỏi luôn. Nên là mình đây là một cái video mình nói bằng cái tâm tư tình cảm của mình, và mình nói bằng cái sự thật của mình. Mình nghĩ trong đầu mình như thế nào thì mình nói như vậy, chứ mình không có PR Thanh Hóa, mình không nói đỡ cho Thanh Hóa, hay là không ai giả tiền mình để mình nói cái câu nói này, hoặc là mình không ai giả mình tiền để mình làm clip này cả. Mà tất cả những câu nói mà mình nói cho các bạn ngày hôm nay đều là xuất phát từ bằng cái tấm lòng của mình và cái cảm nhận của mình về người Thanh Hóa. Các bạn có dám nói rằng là ở địa phương của các bạn, ở chỗ của các bạn, ở tỉnh của các bạn không có người tốt hay là không có người xấu không? Không có người kẻ trộm cắp, không có người lưu manh, không có người hiếp dâm, không có người cờ bạc nên hút không? Các bạn có dám khẳng định không? Chắc chắn là các bạn không dám khẳng định đúng không? Kể cả bản thân mình thế. Chỗ của mình đây cũng có người nghiện hút, cũng có tất cả các tệ nạn xã hội. Chỗ mình cũng có, lươn lẹo cũng có, này văn vở, xe thổ cũng có, nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng cái quan trọng là các cụ nói rồi, chọn bạn mà chơi. Ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, chúng ta không nên đánh đồng quan điểm. Một con sâu bỏ dầu nồi canh. Tất nhiên là ở đâu cũng thế, có người này người kia chứ. Làm sao mà có người tốt tất được? Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi một người sinh ra ở có một cái điều kiện sống khác nhau, có một nền giáo dục trong cái ngôi gia đình nhỏ đấy khác nhau, nên là cái suy nghĩ của người ta cũng khác nhau. Không ai giống ai cả, nên chúng ta không nên đánh đồng quan điểm. Và nếu như nói thật, cái nguyện vọng của mình để mà làm cái clip này lên ấy, mình nói và chia sẻ cho các bạn đây này này, thực ra là nó không có một cái nội dung bài bản nào cả, mà mình nghĩ thế nào mình nói vậy. Mình nói bằng cái cảm xúc của mình thôi. Mình nói bằng tất cả cái cảm xúc của mình để cho mọi hiểu rằng là mọi người đừng kỳ thị người Thanh Hóa nữa. Đừng kỳ thị nữa. Mọi người hãy mở rộng tấm lòng ra. Mọi người được ăn, được học. Mọi người được đi ăn, được đi học. Mọi người được lớn lên, được trưởng thành. Thì mọi người phải biết bao dung độ lượng chứ, đúng không? Mọi người phải biết bao dung độ lượng. Tất nhiên là trong một số những cái người mà đang xem clip này của mình, chắc chắn là có những bạn đã bị người Thanh Hóa chơi xấu, hoặc là đã bị người Thanh Hóa có những cái gì đấy nó không đẹp với mình, thì các bạn cảm thấy tức giận và các bạn thấy ghét bỏ mình khi mà mình làm clip này nói về những người Thanh Hóa như vậy. Nhưng mà mình nói thật là các bạn nên mở rộng tấm lòng hơn. Mình được ăn, được học, mình được trưởng thành, được làm người thì mình nên bao dung độ lượng, các bạn hiểu không? Và thực sự để mà nói là mình biết là khi mà mình làm clip này thì có rất là nhiều người sẽ vào chửi mình. Mình biết, mình chấp nhận luôn, mình chấp nhận điều đấy. Mình biết rằng là mình làm clip này sẽ có rất nhiều người vào chửi mình, có rất là nhiều người không đồng quan điểm của mình vào chửi mình. Nhưng mình chấp nhận luôn các bạn nhé, mình chấp nhận luôn, ok chưa? Mình chấp nhận tất cả những ý kiến của mọi người, vì nói thật với mọi người là không ai giống ai, không ai cùng quan điểm với ai cả. Cho nên là mình ngày hôm nay mình nói với mọi người như này là mình muốn nói lên cái cảm xúc của mình muốn nói lên cái suy nghĩ của mình về con người Thanh Hóa, để làm sao để cho các bạn, một phần nào đấy mình muốn là để cho những bạn mà đang kỳ thị người Thanh Hóa, để cho những cái bạn mà đang cảm thấy ghét bỏ người Thanh Hóa có thể xem được cái video này, và biết đâu đấy các bạn có thể là mở lòng hơn, các bạn có thể mở lòng hơn với người Thanh Hóa các bạn nhé. Thì nói thật với các bạn là như thế này, ở đâu cũng vậy thôi, tất cả trên mọi con dân ở trên cái đất nước Việt Nam này đều là anh em một nhà hết. Cho nên là dân tộc Việt Nam nên đoàn kết lại, đặc biệt ở thời điểm này dịch Covid đang rất căng thẳng, chúng ta lại càng phải nên đoàn kết hơn, được chưa mọi người? Càng phải nên đoàn kết hơn. Và cái clip ngày hôm nay mình nói và chia sẻ với tất cả mọi người, có thể là nó hay hay là nó dở thì mình cũng mong mọi người hết sức thông cảm, vì mình nói bằng cái cảm xúc thật của mình,
và mình nói bằng cái suy nghĩ của mình muốn nói với tất cả mọi người. Ok chưa? Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái clip này của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình không biết nói cái gì cả, mình chỉ biết rằng là hôm nay mình làm một clip để mình nói lên tâm tư tình cảm của mình dành cho tất cả các bạn và dành tặng cho những các bạn người Thanh Hóa. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã xem clip này của mình. Và mong rằng là sau này chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về người Thanh Hóa. Và mong rằng là các bạn Thanh Hóa sẽ được mọi người đón nhận trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một năm 2021 không ai bị xui xẻo và không ai bị dịch Covid. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc Việt Nam chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh Covid. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.